Chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn món chè bí nấu thập cẩm nước dừa. Nguyên liệu mình chuẩn bị 100 gram ngà, 100 gram đậu xanh. Những thứ này mình đã ngâm lại, mình đã ngâm cho nó hết nước chát này, ngâm nước lạ, nấu cho nó hết cái nước chát này. Cái này mình cũng đã ngâm nước khoảng 30 phút rồi. Gạo nếp này mình ngâm, gạo nếp chỗ này là 200 gram, mình ngâm nước đường chỗ này là 500 gram bí đỏ, chỗ này là 250 gram khoai lang nhật, và đây là 250 gram khoai củ mỡ tí, 300 gram đường, một quả dừa. Giới thiệu các bạn, đây là cái củ ở mình thì gọi là củ mỡ tí, còn có nơi thì gọi là củ khoai mỡ tí, nơi thì gọi là củ mỡ. Mình cứ mua cái này về mình để, cái này các bạn cứ để nó khô ăn coi như được mấy tháng, nó cũng không thối, nó chỉ khô thôi. Nếu mà các bạn mà cái củ này các bạn tách ra mà thử ăn cho hết cái chỗ này nó bị sứt thì các bạn mua một tí vôi là các bạn để ăn được 4-5 tháng. Còn đây là bí. Cái bí này quả nó nhỏ, ăn rất dẻo. Bây giờ mình bắt đầu vào bếp để nấu. Đây, bắt đầu bây giờ mình đặt xoong. Xếp bí xuống dưới, cho bí xuống dưới, cho khoai, cho gạo, đổ nước rồi mình cho thêm coi như là một bát con nước lọc á. Sôi kỹ đầu mình mới cho vào, có cho vào thì đến chốc nó lại nhừ quá. Rồi bây giờ mình bật bếp, các bạn đun xong các bạn để sôi lên, các bạn để nhỏ lửa tầm khoảng 40 phút. Chè đã sôi được 10 phút, bây giờ mình đổ ra trên trên. Đây, sau khi mình đun đã được 45 phút, mình mở ra, bây giờ mình cho đường. Mình đánh lên, mình xử cho cái nguyên này. Đánh này, rất là nghiện các bạn. Cho cái củi dừa non này vào. Sau khi mình cho đường với dừa non mà bây giờ mình mới để cho nó nguyện, còn cái làm nó thêm tan cho nó từng nguyện đẹp. Các bạn thấy rất là sạch. Các bạn ngoáy khoảng 5 phút nữa cho đường với cho dừa, các bạn đun cho nó sôi khoảng 5 phút thì các bạn bỏ ra là được.
không bị bén các bạn nhé. Các bạn cứ để cho nó sôi thôi, các bạn để đồng hồ, đồng hồ bếp này 45 phút xong các bạn xuống thì các bạn có thể chờ đợi, các bạn cứ cho số nhỏ nhất ấy, thì nó không bị bén. Đây, khoai này không bị bén. Ngoáy, mình ngoáy đũa này là nó tự nó sẽ tung, nó tan hết luôn, rất là nhuyễn, không cần phải đánh. Thơm của mùi nước dừa tươi, mùi bùi của hạt lạc, thơm của cái mùi đậu xanh của củ tím, cái mùi hoa bẩn rất là ngon. Chúc các bạn vào đây muốn ăn ngon mỗi ngày. Các bạn muốn ăn ngon nào các bạn chia sẻ với mình nhé. Còn cái lượng đường mình cho như vậy là mình ăn thế là vừa, còn các bạn mà nếu mà muốn ăn ngon thì cho tăng thêm đường, còn các bạn mà ăn nhạt thì bớt đường đi. Này, trẻ em như vậy rất là thích ăn thì nó nhiều. Chúc các bạn còn biết những món ngon mỗi ngày.